Chuyển sang các lĩnh vực khác, thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, có phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Chương trình tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Nam gắn với các giá trị tích cực nổi trội của thương hiệu sản phẩm, góp phần tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. Trên 1.000 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới. 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư. 100% sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.